Hi, mình xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các chức năng đăng nhập, đăng xuất và đăng ký. Thì ba chức năng này, ba chức năng khởi đầu của một trang web thì cũng khá là quan trọng. Thì mình sẽ đi vào làm chức năng đó. Thì thêm nữa là mình sẽ viết cho các bạn một hàm hỗ trợ cho các bạn làm chức năng đổi mật khẩu. Khi mà khách hàng có nhu cầu đổi mật khẩu thì các bạn có thể làm. Ngoài ra thì dựa vào cái chức năng đổi mật khẩu đó, các bạn có thể phát triển lên thành chức năng cập nhật tài khoản. Đó. Thì hiện nay trên Facebook đó, thì thường xuyên nhắc chúng ta cập nhật tài khoản, thì đó là một chức năng khá là hay, các bạn cũng áp dụng vào trong website của mình. Thì đầu tiên là trang web chúng ta mình đã chạy lên này, đó mình sẽ làm chức năng đăng nhập đơn giản hơn, gồm có hai trường email và password. Đó. Email này thì có thể sửa lại là username với mình. Mình có thể đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu rồi login. Nó sẽ tạo cái session để cho người đó truy cập vào trang web. Rồi đây mình sẽ vào trong khách hàng đào. Ở đây mình đã có hàm check login rồi. Hàm check login. Đây là hàm hỗ trợ cho mình đăng nhập, còn đăng ký thì sử dụng hàm app này luôn đó. Còn đăng xuất đó là một cái session thì xử lý cũng khá là nhanh. Thì bây giờ mình sẽ hỗ trợ cho bạn viết theo một hàm, đó chính là hàm đổi mật khẩu. Thì hàm đổi mật khẩu này á, thì mình nghĩ là nó cần nhỏ vào trước mắt là cái username để nó xác định là loại tài khoản nào đó. Xong rồi tiếp theo là mình sẽ nhận vào một cái mật khẩu mới để mình đổi cái mật khẩu cũ của user đó thành mật khẩu mới đó. Đó thì hướng đi của mình như vậy. Ở đây mình sẽ truyền vào một cái username và một cái password mới. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra trong cái map của mình có cái username này không. Nếu có thì mình sẽ tiến hành đổi báo, còn nếu không thì mình sẽ điền thêm phone nhập tức của đó luôn đó. Thank you.
đầu tiên mình sẽ kiểm tra là khách hàng có thông tin xác thực không. Nếu không á, nếu có có nghĩa là nó sẽ khác luôn, thì mình sẽ xét cái mật khẩu nó là mật khẩu mới. Sau đó mình sẽ lấy cái map đó, mình gọi là mình cập nhật cái danh sách đó. Tiếp theo là mình sẽ cập nhật nó xuống database đó, rồi mình sẽ về thêm chuông. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết controller điều khiển cho cái phần thanh nhập thanh xuất và đăng ký. Ở đây mình sẽ tạo một cái bucket controller. Xóa những cái làng nghề này đi, xóa bớt cho nó rồi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cấu hình ở cái ở trang account để giao diện của mình ở phần view. Thì mình sẽ tìm cái form mà đăng nhập á, các bạn sửa cái email lúc nãy thành username. Rồi ở đây mình sẽ điền vào hai cái cực tính em của thể input. Ở form này mình sẽ truyền thuộc tính để nó sẽ chuyển dữ liệu về trang xử lý của mình, đó là login thông tin lớn. Vậy đây mình sẽ truyền hai tính, đó là action và method. Ở đây sẽ có hai method, đó là method bot và get. Thì điểm cao giữa hai method này có nghĩa là nó sẽ truyền dữ liệu. Method get thì nó sẽ truyền dữ liệu bằng cái thanh dẫn này, còn method bot thì nó sẽ gửi một gói truyền tin ngầm không có hiển thị lên trên thanh dẫn đó. Thì các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn hai method này, thì đó là chỉ về mặt hình thức thôi. Thì gửi theo method bot ở chức năng đăng nhập đăng ký thì nó sẽ không gửi tài khoản mà mật khẩu lên trên thanh địa chỉ, thì có thể là nó sẽ che giấu đi một phần đó. Nó cũng góp phần cho việc bảo mật. Rồi các bạn nhớ cái từ khóa này nó sẽ giống với cái này của mình đó. Rồi mình thêm một cái biến đó, ở đây là mình gửi một cái gói truyền tin đi, nhưng mà mình truyền thêm một cái biến action có giá trị là value là login. Thì khi mục đích của mình là để qua đây mình sẽ get cái action đó, nếu như là login thì mình sẽ hiểu đó là chức năng đăng nhập, còn nếu như mà đăng ký thì mình sẽ dùng action đó là register chẳng hạn, thì mình sẽ hiểu cái biến action đó có giá trị là register, thì lúc này mình sẽ thực hiện chức năng đăng ký. Mình chỉ viết một cái controller login, mình thực hiện cả ba chức năng trong này luôn á. Mình sẽ dùng ít là vì đó. Thì đầu tiên nhất mình còn phải set cái character và chữ ưu tế 8 để thuận tiện cho một số điều hỗ trợ đến việc đó. Thì mình làm như sau. Thank you.
mình đã set UD8 thì tiếp tục mình sẽ lấy giá trị của biến action khi nãy về xem nó là chức năng gì. Mình sử dụng request.get parameter để lấy giá trị về. Rõ ràng ba chức năng thì khi ở đây mình chuyển action là login đó, thì nó sẽ thực hiện chức năng login của restore. Nếu mình chuyển như là đăng ký thì nó sẽ chuyển vào red, thì qua đây nó sẽ hiểu là nó sẽ thực hiện trong cái chức này. Thì ở login đó, đầu tiên mình sẽ lấy về cái giá trị của trường username và password, thì cũng tương tự như biến action này mình sử dụng request chứng kiến parameter. Ở đây thì nó sẽ giống như cái trục tính name này các bạn nha. Đó, thì nó mới lấy được trường dữ liệu về. Đó, nó lấy dựa vào cái tên đó. Tiếp theo thì mình gọi hàm check login ở trong lớp khách hàng đâu của mình ra. Nếu mà mình kiểm tra username và password đã có trong database ấy, thì mình sẽ cho khách hàng đăng nhập. Thì khi mà khách hàng đăng nhập thì mình còn phải tạo cái session, thì cái session này sẽ làm cái phiên làm việc cho cái tài khoản đó. Thì các bạn muốn hiểu thêm về session thì các bạn có thể search từ khóa Google. Thì mình nói nôm na session là một cái phiên làm việc của người nào đó khi họ vào mua hàng trên trang web của mình đó. Thì khi họ hết mua nữa thì mình có thể set thời gian để cho họ tự log out ra ngoài, hoặc là để họ log out, login biết vào trong cái hệ thống của mình. Thì như vậy sẽ làm cho hệ thống mình chặn đi, mình cần phải có cái session để quản lý những user đang đăng nhập đó. Thì điều này cũng khá là tốt nên mình nên dùng session. Thank you.
đã tạo được section là user login rồi đó. Thì sau khi mà tải section này, mình tạo một cái khách hàng, rồi mình lấy cái khách hàng nó ra, xong mình dán cái section nó vào trong cái biến user login. Thì như vậy mình sẽ qua cái lớp account này, mình sẽ lấy cái đối tượng section nó ra để mình làm một cái trạng thái để cho người dùng biết đó là người dùng đã đăng nhập. Mình sẽ để ở trên đây là xin chào, xong rồi mình sẽ lấy cái tên khách hàng ra đó, ngay chỗ cái mic này mình sẽ để thành đối tượng nữa. Ở đây đó, mình sẽ thêm cái tỷ lệ thì nếu như mà mình lấy cái đối tượng section này và mà nó khác luôn á, thì mình sẽ add nó ra cái tên xin chào, rồi cái tiếp là dấu phẩy và tên của người đó. Thì mình thử chạy lên xem, à mình sửa luôn trong cái tab 2 này luôn. Mở database lên để xem thử tài khoản nào rồi mình đăng nhập. Rồi trước khi mình mở database lên, mình thử lấy một tài khoản, ví dụ như là anh Đình và anh Đình một bộ, rồi mình đăng nhập vào tài khoản nó xuyên cái đường không. Các bạn không để mình restart server lại. Bây giờ là sẽ không có ai đăng nhập hết, thì sẽ không lấy ra tên. Giờ mình thử đăng nhập. Đây, sau khi mà các bạn đăng nhập thành công rồi thì nó sẽ trả về một cái tên. Rồi, vậy là chức năng đăng nhập đã thành công. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn biết đăng ký. Thì nó cũng tương tự như nhau thôi.
ở đây mình chỉ việc là gọi hàm add nó vào là được. Mình cần phải lấy tất cả các thuộc tính ở tên visitor về. Ví dụ như mình có thuộc tính name, email, các bạn kiểm tra trong email nha, mình cần bao nhiêu trường thì mình phải cho người ta đăng ký bao nhiêu trường, hoặc là các bạn chỉ cần người ta đăng ký tài khoản mật khẩu thôi. Sau khi mà đăng ký xong rồi, đăng nhập rồi thì mình bắt người ta cập nhật những thông tin này. Thì các bạn có nhiều hướng làm. Ở đây nó sẽ giống chức năng đăng nhập là các bạn dùng đối tượng request.get parameter về đó. Các bạn tạo những trục input, một cái form chứa theo input, các bạn truyền thuộc tính name, các bạn lấy hết tất cả dữ liệu mà người dùng nhập vào gỡ lên đó. Thì giống y chang như cái account đăng nhập bằng vậy đó. Thì các bạn sẽ làm phần này đó. Tương tự như vậy thì khi mà các bạn đăng ký thì đây mình sẽ hỗ trợ cho bạn phần tiếp tục trong cái phần đăng nhập này. Có nghĩa là mình còn sau khi đăng ký xong rồi á, mà né xuống database rồi thì mình còn phải cho họ đăng nhập luôn, thì mình còn phải có cái hàm session này y chang như vậy, copy xuống đó. Thì có thể mình sẽ dùng đây là một cái biến này giống y chang nhau luôn, không cần phải khác, để cho cái tên index nó có thể tự nhận diện được rồi. Ở chức năng logout mình sẽ hỗ trợ viết một cái hàm logout rất là đơn giản, nghĩa là các bạn sẽ dùng session này. Các bạn dùng cái hàm invalidate này thì nó sẽ xóa toàn bộ tất cả những cái user đó, thì sẽ được tăng xuất. Ở đây mình thử tạo cái nút tăng xuất cho bạn xem. Các bạn thành công.